có mặt tại Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông, gần Đài Loan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi quân đội phải sẵn sàng và dám chiến đấu. Ông Tập Cận Bình phát biểu khi thị sát Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ở tỉnh Giang Tô ngày 6 tháng 7. Theo đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng nước này đang đối mặt với sự bất ổn an ninh ngày càng tăng khi thế giới bước vào thời kỳ hỗn loạn và biến đổi mới. Ông kêu gọi quân đội nước này dám chiến đấu, giỏi chiến đấu và kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Trung Quốc đến nay luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo. Đài Loan gần đây thường xuyên phát hiện các máy bay và tàu của Trung Quốc áp sát lãnh thổ này. Trong khi đó, Mỹ đang có những động thái nhằm kiểm soát căng thẳng với Bắc Kinh. Ngày 6 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã đáp xuống Bắc Kinh trong chuyến thăm nhằm ổn định quan hệ kinh tế. Vài tuần trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã đến Trung Quốc sau một thời gian trì hoãn vì vụ Washington bắn hạ khinh khí cầu nghi do thám của Bắc Kinh vào đầu năm nay. Phát biểu sau khi hạ cánh, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Mỹ muốn cạnh tranh lành mạnh và cải thiện liên lạc với Trung Quốc.